Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi sửa bài tập unit số 9 và unit số 10. Trong phần hôm trước thì bài tập về nhà cho các bạn đó là 3 bài. Bài đầu tiên chúng ta đặt câu hỏi với các từ để hỏi. Thì cái cách làm bài tập đặt câu hỏi với từ để hỏi này á, nhiều bạn đã nhắn tin hỏi cô là cô ơi có cấu trúc chung không? Thì bây giờ cô cho các bạn những cái bước để làm được cái loại này. Bước thứ nhất, xác định từ để hỏi. Muốn xác định được từ để hỏi thì các bạn phải dịch nghĩa của câu để xem câu hỏi đó sẽ hỏi về cái gì. Bước thứ hai là xác định thì của câu dựa vào động từ chính. Bước ba, chúng ta sẽ ráp vào công thức câu nghi vấn của thì đó. Rồi các bạn sẽ đặt từ để hỏi đứng ở đầu câu thì chúng ta sẽ được câu hỏi với từ để hỏi. Ví dụ, I bought the t-shirt from my brother in Sydney. Tôi đã mua cái áo phông này, áo thun này cho em trai của tôi ở Sydney. Bây giờ các bạn xét cái phần được gạch chân in Sydney, ở Sydney. Đây là chỉ về nơi chốn. Và chúng ta làm bước thứ nhất, chúng ta xác định được từ để hỏi cho cái câu trả lời này, đó là từ where, hỏi về nơi chốn. Bước 2, chúng ta xác định thì của câu dựa vào động từ chính. Động từ chính của câu này là bought, I bought, tôi đã mua. Đây là V2, thì cho chúng ta biết à, câu này đang ở thì quá khứ đơn. Bước 3, sau khi xác định được thì quá khứ đơn thì chúng ta có công thức của câu nghi vấn: trợ động từ did cộng chủ từ cộng V1 cộng tên ngữ. Việc của các bạn bây giờ là đặt cái từ để hỏi where đứng ở đầu câu hỏi này mà thôi. Vậy chúng ta có đáp án: where did you buy the t-shirt for your brother? Bây giờ chúng ta đi vào bài tập thứ nhất. Câu số 2: my friends save money to fly to Spain. Những người bạn của tôi tiết kiệm tiền để bay đến Tây Ban Nha. Phần gạch chân ở đây là to fly to Spain, chỉ ra cái mục đích, cái lý do để dành tiền, tiết kiệm tiền. Vậy hỏi về cái mục đích lý do, chúng ta có từ để hỏi là why. Động từ chính trong câu này là save money, save V1, cho chúng ta biết ở đây dùng thì hiện tại đơn. Chúng ta có cấu trúc câu nghi vấn thì hiện tại đơn, đó là do, does cộng chủ từ cộng V1 cộng tên ngữ. Việc của các bạn bây giờ là đặt từ để hỏi lên đằng trước cấu trúc này, là đặt từ why. Và bây giờ chúng ta có đáp án: why do your friends save money? Câu số 3: we went to the flower festival in Dallas last year. Chúng tôi đã đi đến lễ hội hoa ở Đà Lạt vào năm ngoái. Phần được gạch chân ở đây là last year, chỉ thời gian. Để đặt câu hỏi về thời gian, chúng ta sử dụng từ để hỏi là when. Động từ trong câu này, we went. We went to. Động từ went, nó là V2 của go, cho chúng ta biết đây là thì quá khứ đơn. Áp dụng cấu trúc câu nghi vấn của thì quá khứ đơn: trợ động từ did đứng đầu câu, cộng chủ từ cộng V1 cộng tên ngữ. Bây giờ chúng ta thêm từ để hỏi when lên đầu. Vậy chúng ta được đáp án là: when did you go to the flower festivals in Dallas? Câu số 4: during Tết, the Vietnamese decorate their houses with apricot or peach blossoms. À, vào dịp Tết, và những dịp Tết thì người Việt Nam trang trí những ngôi nhà của họ với những cây hoa mai hoặc là hoa đào. Phần được gạch chân ở đây là with apricot or peach blossom, thì nó chỉ về cái cách thức, cái phương thức, cái cách mà người Việt Nam trang trí nhà như thế nào, tức là trang trí với cây mai hoặc cây đào. Thì bây giờ hỏi về cái cách thức, phương thức, chúng ta dùng từ để hỏi là how. Động từ chính ở đây là decorate, đang dùng V1 thì hiện tại đơn. Vậy chúng ta ghép vào cấu trúc nghi vấn, đặt từ để hỏi how lên đầu, chúng ta được đáp án là: how do the Vietnamese decorate their houses during Tết? Câu số 5: you can watch folk music performances
in Russian Winter Festival. Bạn có thể xem các buổi biểu diễn nhạc dân tộc trong cái lễ hội mùa đông ở Nga. Trong câu này phần được gạch chân là folk music performances. Bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi là chúng ta có thể xem gì? Bạn có thể xem gì trong lễ hội mùa đông ở Nga? Vậy hỏi về về vật. Ở đây chúng ta sẽ dùng từ để hỏi là what. Tiếp theo, cái động từ trong câu này dùng động từ khiếm khiết là can. Sau can cộng với một, chúng ta có cấu trúc câu nghi vấn can or will cộng chủ từ cộng với một cộng tân ngữ. Việc của các bạn dựa vào cấu trúc này, bạn đặt cái từ để hỏi what đứng ở đầu câu mà thôi. Vậy chúng ta được đáp án là what can we, hoặc là what can you watch in Russian Winter Festival. Bạn có thể sử dụng chủ từ ở đây là we hoặc you để viết lại câu. Câu số 6. They celebrate the festival after harvesting the crop. Họ tổ chức lễ hội sau khi thu hoạch mùa màng. Phần được gạch chân ở đây là sau khi thu hoạch mùa màng, tức là cái chỉ thời gian diễn ra lễ hội, tổ chức lễ hội. Hỏi về thời gian, chúng ta dùng từ để hỏi là when. Trong câu này, động từ chính là celebrate, xài V1. Thì chúng ta biết đây đang xài thì hiện tại đơn, ráp vào cấu trúc câu nghi vấn, chúng ta được đáp án là when do they celebrate the festival? Câu số 7. Last summer, I visited the War Museum in Ho Chi Minh City with my classmates. Mùa hè năm ngoái tôi đã đi thăm viện bảo tàng chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh với những người bạn cùng lớp của tôi. Phần gạch chân ở đây là my classmate, những người bạn cùng lớp. Bây giờ hỏi về người, bạn đã đi cùng với ai? Thì chúng ta dùng từ để hỏi là who. Động từ chính trong câu này là visiting, ở thì quá khứ đơn. Vậy chúng ta biết trong câu này dùng thì quá khứ đơn, nên chúng ta sẽ dùng cấu trúc câu nghi vấn với trợ động từ did. Ráp vào cấu trúc, chúng ta được đáp án như sau. Who did you visit the War Museum in Ho Chi Minh City with last summer? Câu số 8. We often decorate our houses with beautiful Christmas trees. Chúng tôi thường xuyên trang trí những ngôi nhà của chúng tôi với những cây thông Noel xinh đẹp. Bây giờ, phần được gạch chân ở đây là với những cây thông Noel xinh đẹp. Vậy câu hỏi là bạn trang trí nhà của bạn bằng cách nào, bằng những cái gì? Thì từ để hỏi về cách thức, phương thức, chúng ta sử dụng từ how. Động từ chính trong câu này là decorate, đang xài V1, thì ở đây chúng ta sẽ dùng cấu trúc câu nghi vấn của thì hiện tại đơn. Đặt từ how lên đầu, chúng ta được đáp án như sau. How do you often decorate your houses? Vừa rồi chúng ta đã làm xong bài tập thứ nhất. Các bạn xem lại kỹ những cái mục ghi chú, lưu ý và những cái mục mà cô giải thích ý nghĩa ha. Chúng ta sang bài tập số 2. Chia dạng đúng của các động từ trong ngoặc. Đối với bài tập số 2 thì các bạn sẽ chia thì, và các bạn phải dịch nghĩa của câu để xem đó là câu chủ động hay câu bị động. Ví dụ như câu đầu tiên, Bell gas you for fuel in homes and for transport in the future. Câu này nghĩa là khí sinh học sẽ được sử dụng cho nhiên liệu trong nhà và cho giao thông trong tương lai. Vậy ở đây hai từ được cô in đậm đó là bell gas and in the future. Đầu tiên chủ từ là bell gas, khí sinh học. Khí sinh học ở đây là vật, nó không thể tự nó dùng được mà nó được sử dụng, được dùng. Vậy rõ ràng đây là câu bị động khi chủ từ là vật. Tiếp theo chúng ta có cái từ là in the future, chỉ cho chúng ta biết là câu này dùng thì nào, đang bị động có thì nào đây. Thì tương lai đơn, in the future. Vậy trong câu này các bạn phải chia động từ ở bị động của thì tương lai đơn. Và chúng ta có đáp án bị động của thì tương lai đơn là will be cộng với V3, hoặc là động từ thêm ed, VED. Vậy đáp án trong câu này là will be used. Câu số 2. I will be on holiday this time next week.
I lie on a beautiful beach. Trong đề yêu cầu chúng ta chia động từ lie. Tôi sẽ đang trong một kỳ nghỉ vào thời gian này tuần tới. Và lúc đó thì tôi đang nằm trên một bãi biển xinh đẹp. Phần được in đậm ở đây là this time next week. Cô in đậm để báo cho các bạn biết à, cái thời gian this time next week, thời gian này vào tuần tới, tức là đang chỉ thị tương lai tiếp diễn từ báo dạng đây. Vậy chúng ta sẽ chia động từ ở đằng sau theo cấu trúc là chủ từ will be cộng verb in. Chủ từ ở đây là I, chỉ người. Tất nhiên ở đây nó là câu chủ động rồi ha. Các bạn nhớ chỉ người là câu chủ động ha. Còn chỉ vật, thường chỉ vật bị tác động, dịch nghĩa ra bị tác động thì mới là câu bị động. Trong câu này chúng ta được đáp án là I will be lying on a beautiful beach. Câu số 3. You will recognize her when you see her. She wears a green hat. Từ được yêu cầu chia, động từ được yêu cầu chia ở đây là từ wear. Bạn sẽ nhận ra cô ấy khi bạn gặp cô ấy. Cô ấy thì mang một cái nón, đội một cái nón màu xanh. Dấu hiệu nhận biết trong câu này đó là you will recognize, bạn sẽ nhận ra. Ở cái mệnh đề đầu tiên người ta sử dụng thì tương lai, tức là cái việc này, cái việc bạn sẽ nhận ra, cái việc bạn gặp cô ấy nó chưa xảy ra. Muốn làm được cái bài tập này á, thì các bạn phải thuộc, phải nhớ được cái cách sử dụng của thì tương lai tiếp diễn với thì tương lai đơn để khỏi nhầm lẫn ha. Vậy trong cái câu này á, là nói cái hành động sẽ xảy ra vào một thời điểm nhất định trong tương lai, đó là bạn sẽ nhận ra cô ấy khi mà bạn gặp. Và cái lúc mà bạn gặp cô ấy thì cô ấy đang đội một cái nón màu xanh. Vậy câu này dùng thì tương lai tiếp diễn, đáp án đó là she will be wearing a green hat. Câu số 4. Solar energy. You by many countries in the world in the future. Động từ cần được chia ở đây là từ used. Năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng bởi nhiều quốc gia trên thế giới trong tương lai. Bây giờ dấu hiệu của chúng ta đó là by many countries, bởi. Các bạn nhớ cấu trúc câu bị động có phần by cộng tân ngữ đó. Solar energy, danh từ, chủ từ đứng đầu câu á. Năng lượng mặt trời ở đây là đang chỉ vật, và chỉ vật mà đứng đầu câu thì là câu bị động. Và cái từ in the future được in đậm ở đây nhằm báo cho các bạn biết là nó ở thì nào. Vậy câu số 4 là bị động của thì tương lai đơn, chúng ta có đáp án là solar energy will be used. Tiếp theo câu số 5. They have a test tomorrow. We don't want to disturb them. Động từ trong ngoặc cần được chia đó là động từ have. Họ có một bài kiểm tra vào ngày mai và chúng tôi không muốn làm phiền họ. Vậy rõ ràng cái bài kiểm tra vào ngày mai này á, đã được lên kế hoạch và sẽ diễn ra vào ngày mai. Vậy trong câu này chúng ta sử dụng thì tương lai tiếp diễn. Đáp án của câu số 5 là they will be having. Câu số 6. At 7 o'clock tomorrow, we cycle to school. Động từ cần được chia ở đây là cycle. Chúng ta có dấu hiệu nhận biết. At 7 o'clock tomorrow, vào 7 giờ ngày mai, chúng ta sẽ đạp xe đến trường. Diễn tả cái hành động nhất định sẽ xảy ra tại một thời điểm trong tương lai nè. Chúng ta dùng thì tương lai tiếp diễn. Ở đây có thời gian xác định ha. Vậy đáp án là we will be cycling. Câu số 7. By the year 2020, people in my village use energy from the sun. Câu này có nghĩa là đến năm 2020, người dân trong làng tôi sẽ sử dụng năng lượng từ mặt trời. Vậy cái lúc mà nói câu này á, người ta biết được rằng cái sự việc này sẽ nhất định sẽ xảy ra
tại thời điểm là vào năm 2020 ở tương lai đó. Lúc này chúng ta sẽ dùng sử dụng thì tương lai tiếp diễn. Vậy đáp án trong câu này là will be using. Câu số 8, to cut air pollution, we won't use cars. Instead, we walk or cycle. Hai động từ cần được chia ở đây đó là walk and cycle. Câu này có nghĩa là để cách giảm, để làm giảm cái sự ô nhiễm không khí, chúng tôi sẽ không sử dụng xe hơi. Thay vào đó chúng tôi đi bộ hoặc là đạp xe. Thì câu này người ta đang đề cập đến một cái hành động việc làm nhất định sẽ xảy ra ở tương lai, là không sử dụng xe hơi để làm giảm sự ô nhiễm không khí. Trong câu này chúng ta vẫn sử dụng thì tương lai tiếp diễn. Đáp án là will be walking or cycling. Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành bài tập số 2. Ở bài tập này thì các bạn nhớ cần xác định xem trong câu đó là câu chủ động hay câu bị động. Và muốn sử dụng đúng cấu trúc của thì đó thì phải nhớ được cái cách sử dụng của thì đó, dùng để làm gì, diễn tả những hành động việc làm như thế nào. Trước khi đến với bài tập số 3, viết lại câu bị động, thì cô cho các bạn cái cách làm, các bước làm bài tập câu bị động như sau. Chúng ta cũng có 3 bước. Bước thứ nhất, xác định được chủ từ và tân ngữ, thời gian, nơi chốn trong câu chủ động, tức là câu đề cho. Làm thế nào xác định? Các bạn sẽ dịch nghĩa của câu đó. Bước số 2, xác định thì của câu để sử dụng đúng cấu trúc câu bị động của thì đó. Đưa tân ngữ lên đầu câu làm chủ từ của câu bị động, và chuyển chủ từ trong câu đề về sau mục bài cộng với tân ngữ. Bước thứ 3, ráp vào cấu trúc câu bị động của thì, và nhớ đặt đúng vị trí trình tự của nơi chốn, bài, tân ngữ và thời gian. Chúng ta cùng xét ví dụ. We will use less electricity in the future. Chúng ta sẽ sử dụng ít điện năng ở trong tương lai. Sau khi dịch nghĩa thì các bạn xác định được chủ từ, đó là chúng ta, we. Động từ chính ở đây là you, sử dụng. Less electricity là tân ngữ của câu. Trong tương lai, lúc này là thời gian. Chúng ta sang bước thứ 2 là xác định thì của câu dựa vào động từ. Trong câu này sử dụng động từ will you. Will là động từ khiếm khuyết. Will V1 là cấu trúc của thì tương lai đơn. Vậy chúng ta biết được ở đây sẽ sử dụng cấu trúc bị động của thì tương lai đơn. Bị động của tương lai đơn cấu trúc như sau. Chủ từ cộng will be cộng với V3ED, tức là động từ sẽ lùi về cột thứ 3. Nếu là có quy tắc thì thêm ED vào. Nếu bất quy tắc thì dò trong cột thứ 3 của bảng động từ bất quy tắc. Tiếp theo là nơi chốn, bài tân ngữ và thời gian đứng cuối câu. Về bước 3, ráp vào cấu trúc câu bị động. Chúng ta được đáp án như sau. Less electricity, nó là tân ngữ lên đầu câu. Will be used in the future. Trong câu này chúng ta bỏ by cộng tân ngữ, tức là bỏ by us. Theo một lưu ý, các trường hợp có thể bỏ by cộng tân ngữ mà chúng ta đã học vào bài hôm trước. Chúng ta đến với phần giải bài tập. Câu số 2. The student in my school will use public transport when traveling long distances. Câu này nghĩa là các học sinh ở trường của tôi sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi họ di chuyển đường dài. Phần được in đậm ở đây, cô đã xác định cho các bạn chủ từ và tân ngữ. Chủ từ là the student in my school và tân ngữ là public transport. Lúc này tân ngữ được đưa lên đầu theo cấu trúc làm chủ từ trong câu bị động. Vậy viết lại như sau. Public transport will be used when traveling long distances by the student in my school. Câu số 3. I will turn off the lights when leaving a room or going to bed. Tôi sẽ
tắt những cái bóng đèn khi mà rời khỏi phòng hoặc là khi đi ngủ. Chủ từ trong câu 3 là I, tên ngữ là the lights. Bây giờ chúng ta đưa tên ngữ chỉ vạch ra đứng đầu câu, chúng ta được câu bị động như sau: The lights will be turned off when leaving a room or going to bed. Trong câu này chúng ta đã lược bỏ by cộng tên ngữ là by me. Theo như một lưu ý các trường hợp lược bỏ. Câu số 4. Wind power will offer a great deal of energy next century. Năng lượng gió sẽ cung cấp rất là nhiều năng lượng trong thế kỷ tới. Chúng ta có chủ từ và tên ngữ đã được in đậm. Tên ngữ được đưa lên đầu làm chủ từ trong câu bị động là a great deal of energy. Vậy chúng ta có đáp án của câu a great deal of energy will be offered by wind power next century. Câu số 5. We will use sources of energy more effectively for our future. Chúng ta sẽ sử dụng các nguồn năng lượng một cách hiệu quả hơn cho tương lai của chúng ta. Chủ từ trong câu này là we, tên ngữ là sources of energy. Viết lại câu bị động, tên ngữ được đưa lên đầu và đáp án như sau: Sources of energy will be used more effectively for our future. Tương tự chủ từ ở đây là we. Khi đổi sang by cộng tên ngữ, chúng ta có thể lược bỏ nó. Câu số 6. People in the countryside will increase the use of biogas for cooking. Người dân ở vùng nông thôn sẽ tăng cường sử dụng khí sinh học để nấu ăn. Trong câu này, chủ từ là people và tên ngữ được xác định là the use of biogas. Tên ngữ được đưa lên đầu, câu bị động được viết lại như sau: The use of biogas will be increased for cooking in the countryside. Trong câu này, chủ từ là people, khi đổi về by cộng tên ngữ, by people được lược bỏ. Tại sao? Nó là một trong những đại từ bất định nên chúng ta có thể lược bỏ được khi viết lại với câu bị động. Câu số 7. They will build a hydropower station in the north of the country next decade. Họ sẽ xây dựng một nhà máy thủy điện ở phía bắc của quốc gia vào thập kỷ tới. Chủ từ trong câu này là they, tên ngữ là a hydropower station. Trong câu bị động, tên ngữ được chuyển lên đầu làm chủ từ và được viết lại như sau: A hydropower station will be built in the north of the country next decade. Lúc này by cộng tên ngữ là by them. Chúng ta có thể lược bỏ và không cần viết lại. Câu số 8. We will solve the problem of energy shortage by using solar energy. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề thiếu hụt về năng lượng bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời. Trong câu này, chủ từ là we, tên ngữ là the problem of energy shortage. Được đưa lên đầu trong câu bị động, chúng ta viết lại câu bị động như sau: The problem of energy shortage will be solved by using solar energy. Tương tự trong câu này, chúng ta có thể lược bỏ by cộng tên ngữ là by us. Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành bài tập số 3 viết lại câu bị động. Trong bài tập này có nhiều bạn không làm được bởi vì các bạn chưa xác định được chủ từ, tân ngữ và cách biến đổi, sắp xếp các vị trí của nó như thế nào trong cấu trúc. Tức là các bạn chưa hiểu cái cấu trúc mà cô cho. Vậy nên sau bài này, sau khi đã hoàn thành xong các bài tập, các bạn lưu ý những điểm sau. Thứ nhất là lấy bút đỏ ghi chú lại các mục mà đã được cô giải thích. Các bạn trực tiếp ghi chú vào trong cuốn tập của mình bằng bút đỏ. Số 2, lọc các từ vựng mà cô đã giải thích nghĩa của câu đó, thì các bạn tự lọc những cái từ vựng trong đó ra, ghi ra tập để học thuộc. Mục số 3, các bạn tập phân tích câu bị động theo hướng dẫn trong bài, tức là gạch chân chủ từ, động từ, tân ngữ, rồi kiểm tra xem nó thì nào, và khi mà chuyển đổi sang cấu trúc câu bị động thì tân ngữ được đưa lên đầu như thế nào, chủ từ được đưa về đứng sau phần by cộng tân ngữ ra sao. Các bạn luyện tập cái việc phân tích câu bị động thì dần dần các bạn mới có thể làm bài tập một cách dễ dàng được. Và nhớ, nếu như không hiểu mục nào phần nào thì hãy đặt câu hỏi cụ thể và gửi qua tin nhắn cho cô. Chúc các bạn học tập tốt.
Don't be lazy. Chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sửa bài tập unit số 9 và unit số 10. Trong phần